làm cái gì đó. Tìm lẻ đi. Trời ơi, đi ra đây. Trời ơi, sao ông lo lục đi, kêu tôi ra đây làm gì? Có khi nào ông chôn dưới đất hay là giấu trong mấy nhà không? Cô tính giữa ban ngày ban mặt mà lục tung cái nhà người ta lên vậy hả? Ờ. Cái bọn gia nhân đi ngang mà nó thấy là đổ bể hết. Ờ. Mà có khi nào ông giao cho nó trước rồi không? Mình phải xét luôn cái nhà ngoài vườn. Vậy là phải ở đây lâu dài lắm sao? Đúng rồi, phải tìm cách ở luôn, chứ lâu dài gì. Mình nhìn nè, bộ bàn ghế nè, rồi cái tủ thờ này nữa, quý lắm. Rồi cái kia, cái bàn đó nữa. Trời ơi, cái nhà này nè, mà ngồi trên cái miếng dán đó, nó mắc rưỡi luôn á. Giàu sướng gì đâu, lỡ mà ở có mấy bữa mà mình về bển chán lắm. Cho nên ai ai sống trên đời này cũng ham sự giàu có. Giàu thì đương nhiên sẽ sung sướng rồi, đúng không? Nhà này rộng mênh mông luôn á. Mình lấy cái quyền anh chị của mình, mình qua mình giúp nó, xong rồi mình ở lại, rồi mình chiếm luôn. Nè, ổng còn nằm ở đó chưa có chôn, nói lớn gia nhân nó nghe bây giờ. Nghe cho nghe. À, mình canh mai tụi nó qua đây, mình phải qua bên bển mình lục, chứ không thôi để nó tẩu tán hết của cải của mình đó. Nếu có thì cũng vòng vòng trong hai căn nhà này thôi, chứ có mất đâu mà lo. Nữ à, tất cả là cũng tại em thôi, đừng trách anh bất nhân. Bằng mọi cách anh sẽ chiếm lấy cái nhà này, lúc đó anh sẽ có tất cả. Em sẽ quỳ dưới chân anh và phục tùng anh thôi. Còn cô tính làm chủ căn nhà này sao? Không tới phần cô đâu. Dù là ở nhà nào, anh cũng đừng mong thoát khỏi tôi, được làm chủ cả cái gia tài này hay mất hết là tôi quyết. Anh hai kêu chàng đi phụ đám hả? Ta đâu có hay cha mất. Em biết. Chàng nè, anh chị hai qua phụ như đó được rồi. Xong đám, chàng lựa lời nói anh chị về bển đi. Ủa, sao vậy nàng? Mọi chuyện đang lu bu, nàng thì đang bầu bì như vậy. Thôi để xong đám luôn đi rồi tính. Em linh tính, sắp tới khó khăn rồi. Hai vợ chồng mình phải sát cánh với nhau mới được nghe chồng. Ta biết cha mất, nhưng mà nàng vẫn còn ta. Ta ở đây chứ đâu có đi đâu. Nàng ăn gì nha, để ta xuống nấu cháo nghe. Cô ơi, cô hai ơi, cô hai. Cô hai ơi, không được rồi. Tiền vàng gì đó cô cất hết đi nghe. Sao vậy con? Con nói ra ớn quá, nhưng mà con chỉ được nói tới đó thôi. Lỡ mất mát rồi, đám nguy ở tụi con mang tiếng nữa. Hả? Cô hiểu rồi. Mà con hỏi thiệt là cô cất chưa? Thiệt ra cha mất đột ngột quá, chưa kịp nói gì hết. Còn cái tráp cô gửi cho cha. Chết rồi, coi chừng mất đó cô ơi. Dạ thôi cô ơi, cô xin phép về, chứ để người ta thấy con ở đây thì không có hay. Cô xin phép cô. Dạ chào cô. Chào cậu. Ủa, chuyện chị Lắm, chị làm cái gì vậy? Nữ. Ủa, sao em không ở ngoài đó đi? Em vô đây chi vậy? Chị kiếm gì trong đó vậy? Trời ơi, chị thấy nhà cửa nó dơ quá, chị định dọn cho nó gọn đó mà. Chị để yên đó đi. Mà cha cho cha em vừa mới xong, em cũng còn lu bu quá, có gì để em dọn sao? Thì không dọn thì thôi, nhưng mà nếu có dọn á thì cũng không có mất mát gì nha. Nãy giờ không thấy gì hết trơn á. Bởi vì có tiền bạc cho nên em mới nói như vậy. Lỡ mất mát để tránh tiếng cho chị thôi. Anh hai,
Nữ à, anh đã nói bầu bì thì ở ngoài nghỉ đi, vô ra rồi mệt nhọc lắm. Nhà cửa cứ để cho anh chị lo. Anh không phải lo đâu, khỏi dọn dẹp gì trong này hết. Đừng có di dời đồ đạc gì ở đây, để yên như lúc cha em còn sống đi.